vừa ấn mở xong mở làm hướng dẫn cho tốt kia xong. Đây là rượu sáng mình hay mua trong dân này, cháu mua trong dân vẫn là hướng dẫn nghe nước đọc tháng qua này rất chuẩn xuyên ra. Nước nước máy đây. Nước dầu ô này. Tức là ý nói là mình đưa những cái này vào bụng mình ấy. Xong mình đưa nước kiềm vào, rồi nó trung hòa. Cảm ơn các bác, đây là cái máy đo chỉ số oxy hóa. Thì các cái thực phẩm mà ngày mình ăn uống mà trong quá trình ăn uống mà chỉ số oxy hóa càng thấp thì càng tốt. Còn chỉ số oxy hóa càng cao thì cái khả năng gây các cái bệnh ung thư và những tác nhân gây các bệnh và gây lão đông hóa nhanh hơn. Bình thường như các cái tế bào ung thư các bác biết về tế bào bình thường thì phải cần oxy mới phát triển được, riêng những tế bào mà gây bệnh ung thư ấy thì lúc cần lúc có oxy lúc không có oxy thì đâu vẫn hoạt động phát triển bình thường. Và trong các môi trường hàng ngày mình ăn uống những cái thực phẩm giàu tính axit thì bao giờ cái độ oxy hóa cũng rất là cao. Thì sao xin phép làm về thí nghiệm đây, đây là nước máy ở nhà anh chị dùng đây, ở máy đây, máy nhà anh chị dùng đây. 164. Đấy là gọi là nước máy dùng của ấy, của đang tăng đúng không ạ? Nước sạch đấy, nước sạch mới đang tăng. Ở tầm 184, 155 đúng không ạ? Cho em một cốc nước rửa máy. Alo. Đang trên đi ô toàn lên cho ông nhà Phạm Thinh để đang xem cái máy lọc nước. Trên Phương Bình. Đây là nước lọc của nhà anh chị. Đấy. Nước dầu ô nó thấp hơn. Nước dầu ô nó 150. Dầu ô thì tốt hơn. Thì là nó lọc đi. Nó chuyển sang rượu. Rượu là lên 3. Đúng rồi. Đúng rồi, lên 320. Trên 300. Rồi. Nó chuyển sang rượu công ty này. Rượu công ty thì thấp hơn một tí. 280. Nó được nó ngủ lâu rồi. Chuyển sang nước ngọt Goga. Nước ngọt Goga đấy anh ạ. Spy đấy. Bị úp đấy. Nước ngọt Goga này nó phải 254. Đây là rượu trong dân là 330. 334. Cao hơn cả rượu 2 là rượu kia. Rồi. Ta chuyển sang nước Aqua. Aqua. Aqua này nó đang 203. Nước lọc mình tốt hơn Aqua. Nước máy Smith mình anh em dùng tốt hơn Aqua. Nhưng mà duy nhất có nước ở máy chạy ra lúc kiềm này. Nước căn gừng này. Nên bác thấy chưa? Âm 547. 547 cháu chuyển sang nước ngọt có ga, nó lại bắt đầu dương. Kinh. Lại dương này. Âm tốt. Âm tốt. Chuyển sang cái kiềm đấy, âm được cái về trần xương. Sang ô chưa lá càng dương. Càng âm nhiều rồi. Nếu các bác là sử dụng qua cái dương tốt, cháu có thể âm luôn. Đấy, đấy. Luôn, nấm ni là mình cũng tốt. Không thể nói là dương nó không tốt được. Chè nó còn âm. Chè mình uống ngày chè mà nước các bác pha uống trà nó còn âm. Nhưng mà riêng những cái loại nước ngọt có ga thì rất là cay. Đây ví dụ như nước ngọt có ga lại tăng nhiều. À, kính cái là độ oxy hóa. Cái này là cái độ oxy hóa càng oxy hóa cao thì càng tốt. Mình đã càng không nó không tốt. Oxy hóa cao thì nó làm cơ thể mình lão hóa nhanh anh ạ. Âm ngay tức ạ. Đang dương nó âm tức. Nhưng mà ta là bị âm nhiều quá rồi. Dương như còn âm mì à. Bác là có thích 12 giờ. Màu để phân biệt cái nào là nước axit hay là nước trung tính hay nước ba dơ. Đấy, bây giờ mỗi thứ giọt một. 5 giọt. Đây cái nước kiềm như nó màu tím ngay. Bác đây là nước đấy là nước ngọc này, nước nhà mình đấy, Ayo Smith đấy. Nước Ayo Smith mình nhé. Cái bát đây là cái bảng màu pH từ
dưới chấm đến tận 11 chấm. Đây là nước này, nước lọc của nhà mình nó tốt rồi này. Đúng rồi. Máy là tốt hơn một máy nào máy máy Âu Smith máy tốt thì ngày bán máy tốt nhất đấy máy nước tốt nhưng mà nước này nước qua tốt nhưng mà vẫn kém so với nước Smith kia nó đúng rồi tầm 6.6.5 à qua không bằng nước mình rượu thì chắc chắn là axit nặng rồi rượu này ba rồi rượu ba đúng không nước ngọt nhé nước ngọt là khuyến cáo đặc biệt người già nè kinh nó không uống rồi thì kinh thật thì nó đào thải sẽ nhanh hơn cuối cùng cứ cho uống nước ngọt gay go rượu này chắc chắn là đều đỏ rồi luôn đây là nước máy nhà mình máy này là cũng là đầu vào nước máy là cũng chuẩn rồi số 6, số 5 đấy. Chuyển số 10, 11 luôn. Mà đấy, tức là khi mình uống rượu vào bắt đầu uống nước yêu vào, nước kiềm vào, đấy, nó giải rượu này. Rượu này anh này trưng cất tốt đây này. Trưng cất hai lượt đấy. Vừa mới sót một chút đã tím rồi này. Đúng rồi. Rượu công ty em thế. Đúng rồi. Em được trưng cất thì nó khác hẳn. Đây là nước vừa nóng rồi. Vâng. Nước vừa lọc. Đây là nước ngọt có ga. Nước ngọt có ga. Đấy, phải uống nhiều nữa. Nhiều nữa. Này, nữa. Vẫn chưa được rồi. Nữa mới được. Đấy. Ông có ga đấy. Ông có ga đã xin mạnh thật. Đó, bản chất nó là đưa cờ lo vào người. Cái ga đấy chính rượu là cờ lo chính cái rượu lâu hơn tốt hơn cái này tốt hơn nước ngọt uống nhiều hơn cái này thì mới được kiểu màu thế đấy là dung hòa cái này đấy chút đấy là mình uống cái nước mạnh cái này đúng rồi này đúng rồi nước ngọt okay. Ga là thằng độc nhất ạ à. Đúng rồi đây ở nước máy thì mình cần một chút này là chuyển màu này nước không phải ô thế đúng rồi một chút này chuyển màu nhưng nước này là phải tiếp tục cố lên cái ông nước ngọt đấy cũng công nhận axit kinh thật. Cái nước ngọt nó làm toàn hóa chất đấy. Nước ngọt này nó sẽ đánh lừa đại lão mình nó rất là giàu đường nên là uống nhiều là hay tình trạng béo phì ấy. Uống rất nhiều nước vào nó chuyển thế nha phải uống mất công rưỡi mới bằng những cái nước khác ạ. Chứ rượu này thì đã không tốt bằng rượu này hai cái loại rượu này tốt hơn hai rượu này được phân cấp thì tốt hơn mình nên mình uống rượu là mình có nên nó ngủ lâu và có nguồn gốc thì sẽ tốt hơn ạ. Một chén rượu trong dân và một chén nước ngọt và thấy ông thấy ông uống nước ngọt có sao? Ngọt khiếp luôn. Ông chỉ uống rượu. Uống nước ngọt nó dùng. Lúc sau anh uống La Vi đi. Mình không uống nước ngọt nữa mà mình uống nước suối. Lái xe các bác nấu nướng uống nước suối anh ạ. Sao lại hay chào mông tây với lại cần tây. Kinh nghiệm này biết là lần sau không uống nước ngọt. Vì là thịt bò nó mang tính axit rất là cao. Mình sẽ ăn chất đạm bao giờ axit nhiều. Mình sẽ cho xào cùng mông tây lên tính kiềm tốt. Thì nó sẽ giúp cho thực phẩm trong quá trình ăn cũng tốt hơn. Các bác không qua nhìn cái nước ngọt này đang kiềm nhé, đỏ một tí rồi. Đấy, đỏ ngay. Có cá, nhà mình cô. Nước ngọt đấy. Cá, đây này, cho nước ngoài. Cá, mùi tanh luôn ạ. Ui giời đấy. Kinh không? Nước ngọt nó khiếp như đấy. Nước ngọt này chỉ cần uống xíu rồi là nó khủng khiếp luôn. Thay đổi nhanh. Nếu mà uống một chai này phải tầm 60 chai nước kiềm mới xài được. Kiềm như thế nhưng mà tí nước ngọt làm cái này. Đây là cháu tín nhiệm đây là một tính kiềm rất cao. Thứ nhất là tính chống oxy hóa này. Thứ hai tính kiềm. Thứ ba. Thử mỡ đi. Thử mỡ các bác xem, tức là cái uống nước này còn đào thải mỡ ra ngoài. Uống nước này đào thải mỡ ra ngoài. Đấy. Mỡ đấy, đấy là cho dầu mè đấy. Đầu mình một đằng là mình uống nước kiềm, một đằng là uống nước kia. Trẻ 6 cộng 6 tháng tuổi này ăn trực tiếp thôi. Ăn trực tiếp đấy. Nước này của chị đi. Nước aqua để hòa tan đi. Rồi. Đấy bác nhìn mỡ nó nổi lên này. Đấy. Mỡ nó nổi hết lên trên này. Thế cho nước kiềm mà lập tức nó tan. Anh thấy nó nổi này. Đấy, nó nổi mỡ lồng phành này. Còn nước ngọt có ga cho chị
cháu dùng mấy ứng dụng bình thường mình đi ăn đồ chiên nướng mình hay bảo uống nước ngọt nó ra cho dễ tiêu. Này nó nổi lên này. Dễ tiêu không? Nó nổi lên tiếp này. Không tiêu đâu ạ. Thế là mình hiểu sai lầm hết, là uống nước ngọt nó ra là dễ tiêu được đồ ăn hết. Bắt đầu cho nước kiềm vào này. Nó tan luôn. Vì rượu nó đụng. Anh nhìn này. Ý. Bác mà một tuần đầu bác sử dụng có thấy là cơ thể nó hay bị đi vệ sinh nó còn mùi lạ mùi hơn bình thường đúng không ạ? Bác thấy kỳ diệu không? Tạt mức luôn. Tiêm lọc máy đấy. Đúng rồi, máy đấy có 84 triệu đấy. Còn bác mà chơi máy 139 triệu còn ngon nữa. Tạt vừa nơi còn hai cái loại này. Bán nhiều thông. Úi làm gì? Bác còn tháng lương của bác xong. Lương nhiều lương nhiều lương. Lương vợ trả. Anh bảo cháu lắm bây giờ lương vợ trả. Cái máy này có 84 triệu anh. Còn máy 139 triệu còn tốt nữa cơ. Chế độ khuyến mại là đây đổ lên chết. Bác xem pha trà này. Pha trà này. Riêng uống một cốc nước lọc này là nó anh uống là ngủ sướng luôn. Em sẽ uống nước không để mời mỗi bác một cốc nhé. Vâng em chờ đang học. Đang lọc. Cái này là siêu phân tử nước của cái kiềm này, nước kiềm trong này nó nhỏ hơn phân tử nước 5 lần ạ. Đây là nó bác, sẽ hấp thu bác rót trà vào tan trà luôn anh nhỉ. Nước lạnh luôn ạ. Nước đây, lạnh luôn ạ. Nước kiềm cho vào tan trà luôn này. Các bác nhìn này. Cái là nước kiềm. Đây đây là kiềm cho vào đây. Đúng rồi. Còn nước lạnh không? Nước aqua đấy. Aqua đấy. Đây như trong nước là pha trà luôn. Tôi là dùng hỏa này đúng không? Kiềm đấy. Kỳ diệu đúng không? Thế là mình uống nhiều này nó sẽ tốt hơn, hấp thu thức ăn chất dinh dưỡng tốt. Tức là người Nhật người ta sống hơn 100 tuổi là người ta chuyên uống nước kiềm này. Ngâm rửa rau củ quả này nhé. Người Nhật đấy. Có thuốc bảo vệ thực vật thì nó thôi hết ra nước rồi. Thái ra mình ăn rau củ quả. Tức là cái 75% cơ thể mình đều là nước mà. Đúng rồi. À. Không hôm qua thí nghiệm thì chú được không ở nhà? Hôm nay các bạn ngoài nội về ăn làm. Hôm nay tiện thể là thí nghiệm ở đây xem luôn cho nó. Nay bác thức sở thí luôn. Chú tham khảo là như là biết rồi. Rồi. Anh Toàn lấy đi, lấy một cái. Anh cho em xin một tí. Đúng rồi. Phải. Đúng rồi. Mỡ dầu ăn uống vào nó tan thành thế này. Tức là uống nước kiểu mà tan mỡ. Đây là nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là cái nước thải. Đây là cái nước dùng. Đây là c